Achim Sare. Ngày vui đang đến thật rồi. Người hỡi xin hãy vui và quên hết đi bao phiền lo. Chỉ một điều ghi nhớ, tình yêu vẫn ở lại. Dù bao gian khó, xin hãy luôn chờ nhau. Ánh mặt trời chiếu sang Ngày vui đang đến thật rồi Người hỡi hãy ghi nhớ một điều Có tôi ở đây Trái tim dành riêng cho Tình yêu đang ngóng chờ Dù bao xin. gian khó Xin hãy luôn chờ nhau ta luôn bên nhau sống những tháng ngày người có nghe không trái tim anh dành cho anh mong mãi sau vẫn có nhau hát vang chung bài ca Người dấu yêu ơi, những lời trao đến em. Từ đây tim anh sẽ luôn yêu mình em. Cô ơi, Xin lỗi, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. <laughs> Vì sao? Giờ này chỉ còn mình cô ở lại thôi đó. Vậy thì đóng đi. À, nhưng cô vẫn chưa về. Đóng đi. Rồi để tôi uống thêm xíu nữa. Cả đêm. Đêm nay tôi sẽ bao chỗ này luôn. Hết bao nhiêu tiền à? tôi nghĩ chuyện này không được đâu thưa cô gì mà không được chứ tôi chịu bỏ tiền ra bao chỗ này mà không phải có tiền là có tất cả anh không biết tôi sao tôi thì biết anh đó tôi tất nhiên là biết cô cô thân với anh họ của cô lắm mà <laughs> sao anh lại biết chuyện đó nữa vậy ờ à gọi <laughs> anh tôi tới đây đi anh hay chị gì đó tôi cũng kệ tôi không gọi giùm cô đâu gọi anh ấy tới đây đừng gọi cho chị ta là được ừ uhm. nè đây anh ấy là số đầu tiên trong số quay nhanh của tôi đó chắc chắn anh ấy sẽ tới anh họ của cô là số đầu tiên trong số quay nhanh hả dĩ gì phải vậy rồi người thân trên đời chỉ có anh mà thôi người cho em tình thương <laughs> anh để tôi bao chỗ này hết đêm nay đi <laughs> không thì gọi anh họ tôi tới đón tôi về <laughs> chuyện gì đây tôi còn phải dọn dẹp để đóng cửa nữa để tôi giải quyết chuyện này cho à! 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 cái bà này là bị đi hay sao mà tạt nước vô mặt tôi hả cô biến khỏi đây đi cái gì Lớn đầu rồi còn làm cho con nít nữa hả Xe đang chờ cô ở ngoài kia đó Lập tức về nhà Quá đáng thì Đã tạt nước rồi còn nói như vậy nữa Bà chết với tôi Bà chết với tôi Nè Là tại hôm nay tôi say thôi đó nếu không mà không có đứng yên ở đây được đâu hả cô có ngon thì làm thử coi giờ trả tiền rượu lẹ đi rồi đi về biến lẹ giùm cái trả tiền hả tại nước khách tôi còn đòi tiền đừng bao tôi trả cho một cái một mình nè đứng lại đó cho tôi nghe chưa trả tiền rượu đầy đủ rồi muốn đi đâu thì đi trả tiền hả tôi bị tạt nước hết cả người thì mắc mới gì phải trả tiền cho mấy người nè có trả tiền chưa đó nè. thôi mặc kệ cô ta đi đúng là cái đồ cá ngược mà hơi ờ, sức đâu mà đôi co chỉ chuyện thời gian thôi chắn là lúc đó mình không hề đọc lầm. Rõ ràng ghi là cơm băng sức. <laughs> Nhất định phải có thông tin gì đó về người đàn ông này. ơ ờ, em còn chưa ngủ sao ừ em đang tìm mấy thứ chị rót cho em ly nước nha ờ được Ôi, trễ rồi đó chuyện gì em định hỏi gì hay sao em muốn hỏi chị một chuyện chuyện gì chị phải trả lời em đó nên ừ thì em hỏi đi ngày xưa lúc còn sống mới in trên á chị có biết người nào tên là cưng băng xước không trời ơi chị à chị sao vậy có sao không vậy chị ờ, ờ chị không sao chị chỉ là chị mất tập trung thôi mà nãy em hỏi gì vậy à, lúc nãy em hỏi chị có quen người nào tên là cưng băng xước không ờ, chị không quen à. chị à người đó từng trọ trong nhà của ba mẹ mình mà Ờ, chị không nhớ nữa ờ, Hồi đó nhà mình nhiều người ở trọ lắm Nên chị không nhớ Người đó từng học đại học Seoul á ờ, Nhiều người ở trọ Cũng từng học ở trường Seoul lắm Sinh viên thích ở nhà mình Vì không khí yên tĩnh và học hành Thì ra là vậy Hê In à Em vẫn đang tìm ba hả Em không bỏ cuộc sao Chuyện đó thì Mà chị nè Nếu như chị với mẹ cho em biết tên của ba Thì em đâu phải khó khăn như vậy Em không cần biết. Em không cần biết tên người đó làm gì. Chị xin em đừng phí thời gian đi tìm nữa. Em hãy quên ông ta đi giùm chị. Em biết mình đang làm gì chị không cần phải nói. Con <laughs> nhỏ này giống ai mà bướng quá không biết nữa. Chị có biết người nào tên là Cưng Băng Sớt không? Ôi trời ơi chị à Có sao ờ, không chị không sao? Chị không sao thật chứ ờ. Sao chị ấy lại giật mình Chắc chắn là có chuyện gì mờ ám Làm sao nó biết được Ông ta đã tốt nghiệp đại học sư Uyên chứ mẹ hả à. ừ. sao con còn chưa ngủ hãy in sắp tìm ra rồi tìm ra cái gì con bé vừa mới hỏi con là con có quen người nào tên là Sức học ở trường đại học seoul không cái cái gì con không ngờ là con bé lại tìm ra nhanh như vậy làm sao đây biết ngay mà mẹ đã biết sẽ có chuyện này từ lúc mẹ hanson đem danh sách qua danh sách gồm gọn bốn người thôi Hê In biết hắn ta tốt nghiệp trường nào hả? À, dạ. Khi nghe con bé hỏi tới, con giật mình tới mức rớt ly nước luôn. Con không phải lo gì hết ưng hi. Nó không ở Hàn Quốc đâu. À, dạ, con biết rồi. Dạ, con biết rồi. Cho dù nó có ở Hàn Quốc đi nữa, thì cũng đâu dễ gì gặp được nó. Lỡ Hê In bỏ nhà đi tìm anh ta thì sao đây? Con bé dám làm lắm đó mẹ. Đi tìm thì sao? in hi, dù con bé có nói ra thân phận của nó, thì cái tình khốn kia, chắc gì nó đã chịu và chấp nhận con bé như con gái ruột của mình. Và cũng phải, anh ta ghét nó lắm mà. Con đừng lo chuyện này. Dù cho hai đứa nó có gặp nhau, không thể để chuyện đó xảy ra được. Mình không ngăn được. Đó là số mạng của nó. Số mạng. Việc mình có thể làm bây giờ là đi trước nó một bước. minh đi làm rồi hay sao mà không thấy vậy dạ nó phải đi giám sát công trình rồi ba có vẻ minh rất mê công việc đó à, trời trước đây ba nghĩ nó không thích công việc này đâu chứ <laughs> bây giờ có vẻ siêng năng quá ha <laughs> dạ đúng rồi đó ba anh à, đúng rồi bữa trước ở công ty mình con có gặp hay in á vậy sao dạ con chào thì cậu ấy nhận ra con liền anh chung hôn giới thiệu tụi con với nhau sao con lại muốn làm quen nó Cậu ấy biết tiếng Trung, nên con nhờ cậu ấy dạy thêm cho con. Nếu chúng ta nhờ giả nhân viên như vậy, người ta nhìn vào sẽ bàn tán đó. Ba đừng có lo, con sẽ không nói mình là ai đâu. Con cũng nhờ anh Trung Huynh giữ kín bí mật rồi. <laughs> ờ, vậy thì được. Dù sao cũng chỉ là làm bán thời gian, cậu ấy hoàn toàn có thể từ chối. Ba sẽ thuê một gia sư riêng để họ dạy tiếng Trung cho con. Sao vậy? Nếu Hi In có thời gian, con bé sẽ đồng ý. Em thấy việc này cũng hay mà anh. Cô bé đó nhìn chút có tinh thần làm việc hai đứa làm bạn cũng được mà ai vong thích làm gì thì làm đi con cảm ơn ngoại ờ à, hi nè Ờ, anh Trương Huynh à, em chào anh ạ. À. Mình vào thôi. Dạ. Chào giám đốc. Dạ, chào giám đốc. Hai người đi làm chung à? À không, chúng tôi gặp nhau ở ngoài cửa đó à. cô đi thang sao đi dạ ờ à, để tôi ra cho cậu ở lại tôi có chuyện cần bàn với cậu đó ờ ừ. à, giám đốc à giám đốc muốn bàn chuyện gì ạ không có gì hết anh bị sao vậy hồi nãy không để chân hun ra thay con bé nhưng con bé đó là cấp dưới lúc nãy chân Hun đã tự nguyện đi thang sao rồi mà anh nhưng mà anh không thích chuyện đó <laughs> rốt cuộc con bé đã chọc giận gì anh ấy vậy ờ à, chắc lúc nãy cô khó chịu lắm dạ không có gì đâu em bước ra ngoài là phải rồi thế rồi anh Trần nè tài liệu đã mất hết rồi ý cô là sao những tài liệu mà em nghiên cứu về những thứ mà chủ tịch đã đưa bây giờ đã mất tiêu hết rồi ờ, không thể nào cô đã tìm xung quanh chưa dạ không có tài liệu ở trên bàn và cả trên kệ hồ sơ đều không còn cái nào hết tất cả số tài liệu mà em đang điều tra đều tự nhiên biến mất hết luôn không thể nào tự nhiên biến mất được hoàn toàn không thể nghĩa là đã có người vào đây lấy nó đi em không nghĩ có người nào cần tài liệu này đâu anh để tôi đi hỏi mọi người à tài liệu trên bàn hay in có ai nhìn thấy nó ở đâu không nó bị mất rồi thấy không hệ thống an ninh bị lỗi kiểm tra từ chiều hôm qua tới sáu giờ sáng hôm nay nên camera đều bị tắt hết giờ không kiểm tra được đâu anh ơi vậy sao nghe nói đội phát triển dự án bên cậu bị mất một số tài liệu dạ phải giám đốc đặc biệt là những tài liệu mật mà cô Huy In đang kiểm tra cái gì chúng tôi đã tìm khắp nơi mà không thấy hình như có người đã lẻn vào và lấy mất rồi ạ à? đáng lẽ cậu phải canh chừng cẩn thận hơn mới phải chứ tôi xin lỗi à mau lập cho tôi danh sách các tài liệu bị mất đi dạ giám đốc cô ta là người chịu trách nhiệm mà sao lại để mất như vậy cậu nghe đây kêu cô ta tới gặp tôi dạ Cô có biết thế nào là làm việc không? Đáng lý ra cô phải để mắt tới đóng tài liệu hơn là làm mấy bài phỏng vấn tào lao đó với tôi. Dạ tôi xin lỗi. Mấy tài liệu quan trọng đó, đội phát triển dự án chỉ có một bản sao duy nhất. Sao cô có thể quăng nó lung tung mà không biết nghĩ tới hậu quả vậy? Tôi không hề quăng lung tung. Lại có người ăn trộm tài liệu mà. Cô làm mất rồi và còn dở thói nguy biện với tôi nữa hả? Cô nghĩ có người vô ăn trộm mất tài liệu sao? nếu như cô chịu khó cẩn thận thì làm gì có chuyện gì xảy ra chứ giờ cô định làm sao đây tôi sẽ tự kiểm tra thông tin trước khi viết bất cứ bài gì vậy à? đến giờ mà cô vẫn chưa hiểu được vấn đề à dạ vì tội làm mất tài liệu này tôi có thể chuyển cô sang đội khác ngay lập tức đó đây không phải là chuyện nhỏ đâu nha rõ ràng tôi không phải là người cố ý ăn trộm tài liệu mà giám đốc nên cho người điều tra kẻ khác chứ không phải là tôi Cô là nghi phạm chính ở đây chứ còn gì nữa. Tôi nói nó không phải là tôi mà giám đốc. Lúc nào cô cũng nói mình làm việc siêng năng, nhưng tới khi quá mệt mỏi thì cô mặc kệ, quăng đồ đạc lung tung để giờ bị mất hết tài liệu thì chối. Tôi nói là không có. Về phòng viết bản tường trình cho tôi, rồi nêu ra cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này biết chưa? Dạ. Yeah. Ra ngoài đi! Chuyện này không thể dễ dàng cho qua được. Cậu bí mật điều tra cho tôi. Tập trung vào những người sẽ được lợi nhất nhờ vụ này. Dạ. Nhớ không lầm. Đây là lần thứ hai rồi. Dạ. Tài liệu bị mất lần trước cũng có liên quan tới tổ phát triển sản phẩm và lần này cũng không ngoại lệ. Chuyện này thật sự rất đáng nghi ngờ. Tôi thấy chúng ta định gấp rút thành lập một tổ đặc biệt khác bên ngoài. Thưa chủ tịch, tôi sợ là giám đốc Kim không đồng ý. Tôi sẽ nói nó nhận làm dự án khác, vụ này tôi tự tay xử lý. Cậu cứ đi lo công việc đi. Dạ, thưa chủ tịch. À, cậu Trang nè, à, tối nay cậu gọi Hê Yên và Trân Hụt tới nhà phòng cá nhân của tôi một chút. Đã tới lúc phải tiết lộ tài liệu lưu trữ cho hai đứa đó biết rồi. Dạ, thưa chủ tịch. Cô ở đây cả ngày hả? Không nghỉ ngơi một chút nào hay sao? Thường thì tôi hay nghỉ ngơi ở cửa tiệm luôn. <laughs> ở đây là đơn đặt hàng của giáo sư Chan đó. Ồ, ờ, vậy hả? Chị ấy muốn đặt may năm cái váy bên chúng ta. năm cái sao? Chị ấy cho chúng ta rất nhiều thời gian. Cô cứ thông thả mà thực hiện nó. Nhưng thiết kế được mẫu nào, cô cứ đưa qua cho tôi coi thử. Ừ, được rồi. Giờ này cô đã ăn tối chưa? <laughs> lại ăn uống nữa hả ít nhất thì chúng ta phải ăn chung ba bữa mới hiểu nhau được hôm nay là bữa thứ ba đó được rồi hôm nay tôi trả tiền ồ được đó <laughs> ở gần tiệm của tôi chỉ có mỗi quán này thôi đang bận mà ăn ở đây là tiện lắm nếu cô mời thì tôi sẽ ăn hết mấy món trong thực đơn này Bánh gạo, dồi heo kìa, ngon quá ha. Tôi sang hết mấy món đó luôn. N nhiều vậy anh có ăn nổi hay không? Được chứ, ăn từ từ là được rồi. <laughs> Trời, bà chủ ơi, cho tôi gọi thêm món nha. Ờ, dạ, chờ một chút. À, món tráng miệng thì để tôi mời cho. Được thôi, cứ vậy đi ha. <cười> <cười> Cảm ơn anh ngày hôm qua đã hát cho tôi nghe. Có tác dụng gì không? Cũng có <laughs> Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại bài đó Xém nữa tôi đã quên mất bài hát này Còn tồn tại trên đời <laughs> Không chỉ có bài hát đó thôi đâu Trên đời này có rất nhiều thứ cô quên sạch Không thèm nhớ tới nữa kìa Chẳng hạn như thứ gì? Không biết nữa Những thứ mà cô bỏ lỡ vì quá bận biểu cho công việc đó Bởi vì tôi quá bận biểu sao? phải cho nên tôi sẽ giúp cô nhớ lại từng thứ từng thứ một sẽ tốt cho cô đó tôi tò mò không biết là những thứ đó là gì không nghĩ ra ý tưởng gì hết vậy trời. trời Lily, cô có ý tưởng nào không? Theo tôi tìm hiểu, giáo sư Trang thích mấy mẫu đang làm mốt nhưng nhìn phải có nét gì đó thật sang trọng và quyến rũ nữa. cô thấy mẫu này thế nào? tổ trưởng à, chúng ta không thể nhái theo thiết kế của người khác được đâu. tôi nói nhái hồi nào chứ? tôi sẽ kết hợp nó trong một thiết kế khác, giống như là sáng tạo của sáng tạo thôi cô biết chưa? à chị tôi thấy cái này trên mạng nè gì vậy mẫu này nè chị thấy thế nào ừ, đẹp quá đi hay là mình lấy mẫu đó và mẫu này nữa trộn lại như cơm trộn tự nhiên là so sánh với cơm trộn ghê quá đi ừ. mà nói thiệt tôi thích mì tương đen hơn dạ <laughs> đẹp thật đó Ừ, được rồi. Nếu như mình đổi màu chỗ này... Chuẩn rồi đó. Ừ. Để em coi còn mẫu nào đẹp hơn hay không nha. <laughs> cô đúng là thông minh ghê. Chỉ cần tự thở một cái là cô đã hiểu ý tôi rồi. <laughs> Giá mà trợ lý Kim cũng ăn ý với cô thì hay biết mấy không? Cái này thì chịu thôi. Cô ta được giám đốc tự tay chọn mà. Anh ta đúng là không biết chọn mặt gửi vàng gì hết. Tôi đã nhiều lần nhắc nhở là cô ta không hợp thiết kế đâu phải là dễ lâu lâu trợ lý kim còn thách thức tôi đó đúng rồi đó tôi biết mấy lần cô ta chọc thức chị mà mỗi lần chị mắng cô ta cô ta sẽ nhìn chị đểu như vậy đó biết ngay cô ta sẽ làm như vậy từ giờ tôi chỉ tin một mình cô thôi lo mà học hỏi cho thật tốt đó nha dạ cảm ơn chị nhiều nha tổ trưởng <laughs> giờ quyết định được chủ đề rồi nhẹ nhõm quá mình về nhà thôi tôi tưởng hôm nay chị ở lại làm trễ chứ chỉ có mấy người ngốc mới đi tăng ca phải giải quyết xong việc trong giờ hành chính chứ giám đốc na cũng đi về từ sớm rồi chúng ta cũng nên đi về thôi dạ chị tổ trưởng Anh lại tới nữa hả? Bánh đẹp và ngon sẽ giúp tinh thần của cô tốt hơn. Mệt thì ăn một chút bánh đi. À, được. À, chứ lại dù gì cô cũng đừng làm việc trễ quá nha. À, được rồi, anh đừng lo mà. Wow, đẹp quá. Hai đứa đã lên đường chưa? Dạ rồi, thưa chủ tịch. Dạ, ừ. ừ. chủ tịch. À. Đi vào trong đi. Tôi có muốn thứ cho cô cậu coi này. Đi theo tôi. đây coi đi đây là những tài liệu cá nhân của tôi tôi chưa cho ai coi qua hôm nay tôi chỉ cho hai cô cậu được phép coi thôi đó dạ thưa chủ tịch nghĩ lại mới thấy chắc tôi dự trữ hết đống tài liệu này để chờ tới ngày có dịp sử dụng nó đây <laughs> hai người nhớ là chỉ bốn người chúng ta biết chỗ này thôi nhớ chữ bí mật cũng được đem thứ gì về nhà đó dạ tôi sẽ giao chỗ này lại cho cậu kim cậu được toàn quyền sử dụng tài liệu ở đây dạ cháu biết rồi ạ à giờ tôi và thư ký trang sẽ ra ngoài hai người cứ đi coi qua một vòng thử đi hả dạ trong này có báo bản tin nội bộ và tạp chí nữa tất cả đều được sắp xếp theo năm tháng rất là rõ ràng hả? còn có bản sao tài liệu mà em làm mất nữa nè cô vui dữ vậy sao dạ <laughs> những thứ này chắc là tài liệu cá nhân của chủ tịch chúng ta hả chúng ta coi có sao không vậy anh được chứ chủ tịch đã cho phép chúng ta vào đây coi mà cô cứ tự nhiên <laughs> mấy tài liệu này nhìn hay thiệt đó trời ơi còn có hình của chủ tịch đời trước nữa nè nhìn hiền quá ha dạ nhìn giống như chủ tịch đương nhiệm day in của chúng ta vậy đó <cười> 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 nhìn thích quá à nè em có thể đọc cái này một chút được không anh được chứ vậy tôi sẽ đi tìm một số tài liệu nha dạ cô vẫn còn làm việc sao Không chỉ có bài hát đó thôi đâu. Trên đời này có rất nhiều thứ mà cô quên sạch, không thèm nhớ tới nữa kìa. Chẳng hạn như thế gì? Không biết nữa. Những thứ cô bỏ lỡ chỉ quá bận biểu với công việc đó. Bởi vì tôi bận biểu quá sao? Phải. à oh. mình thật là ngốc mà, cô ấy đâu thèm nhắn lại cho mình, cô ấy cứ bắt mình chờ đợi như vậy hoài, oh. tim mình đập mạnh gì, mình bị sao vậy ta? Ba, lúc gần ăn tối ba đi đâu vậy? Tụi con đã chờ ba đó. Ồ hôm, ba có chút công việc nên đi nữa mà. Mỗi lần ba đi đâu mà không báo là sinh dân có vẻ rất lo lắng đó. Lúc nào thư ký cha cũng đi chung với ba, con đừng lo quá. Dạ, cô sinh dân à. Áo của cậu sang hô bị mất một cái nút rồi. Mất nút áo sao? Dạ. Bộ đó tôi mới mặc hôm qua. Trong nhà không còn nút áo nữa nên tôi không biết phải làm sao. Không biết nó rớt mất ở đâu ha. Trời ơi, chắc là rất ở dân phòng mất tiêu rồi nếu có thì nhân viên lao công sẽ lượm dùm thôi cô cứ để đó đi dạ ừ. sao hả thư ký cha tôi đã kiểm tra mấy quay ẩn trong kho tài liệu thưa chủ tịch rồi sao là ai hả à cái đó thì rốt cuộc là ai chắc tôi cần kiểm tra lại một lần nữa cho chính xác nhưng mà mới nhìn rất là giống giám đốc san hô của chúng ta cái gì à, à, tôi biết rồi vậy đi mai nói chuyện sao hả ờ à, có chuyện gì gấp vậy ba ừ có gì đâu à hôm qua có người vào nhà kho lấy trộm tài liệu giờ chúng ta sắp tìm ra được thủ phạm rồi là ai vậy ba Thư ký Trang, cậu ấy vẫn chưa chắc lắm. Ngày mai bà sẽ họp bạn sau. Ông xã à, sao tự nhiên nhìn anh đờ đẫn quá vậy? Sao? À, không có gì. à tôi đây cậu chắc bao nhiêu phần trăm người đó là Sang hồ tôi chắc chín phần trăm tôi biết rồi cái thằng nhãi ranh đó Rút cuộc nó được lợi lộc gì mà lại ăn cắp tài liệu như vậy chứ nó định dùng tài liệu đó để phản bội mình và Sơn vong sao Ai lại đến ăn gặp tài liệu ở nhà kho chứ? Ờ. À, không biết nữa. Nhưng mà... Em không nghĩ là ba đang giấu rất nhiều bí mật với vợ chồng mình sao? Anh nói cái gì vậy? Em mong anh nên thoải mái hơn một chút. Đừng thấy quá gò bó lúc ở bên cạnh ba nữa. Anh có vẻ mặt đó là tại ba em lúc nào cũng coi thường anh. Ông xã à? Từ trước tới giờ lúc nào ba cũng nhìn chầm chầm anh bằng cái ánh mắt khinh miệt đó hết Bao năm rồi cũng vậy. Cho dù anh có cố gắng tới cỡ nào thì ba cũng không bao giờ hài lòng đối với anh. Không có chuyện đó đâu ông xã. Em không hiểu đâu sinh vô. Em chưa thấy cặp mắt của ba nhíu lại mỗi khi nhìn vào phía anh. Ba luôn nhìn anh chầm chập. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của ba đều nhận được cái nhìn khinh miệt đó. Thật không thể nào hiểu nổi tại sao ba lại ghét anh. Em có biết anh thấy mình hèn mọn cỡ nào khi ba nhìn anh như vậy không hả? Ông xã, chúng ta đã thống nhất không nói về chuyện này nữa rồi mà. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh. À. Được rồi, anh biết rồi. Không nói chuyện này nữa. Anh biết mà, anh biết là anh nên biết ơn ba của em nhiều lắm. Anh đừng buồn vì chuyện này nữa. Em sẽ luôn ủng hộ anh mà. Xin anh đừng có ghét ba. Tất nhiên rồi. Không may là chỉ có một người trong chúng ta sống sót sau cuộc chiến này thôi.